Rồi, ok. Okay, đã tới nhà của anh Quyền. Ok, chào các bạn. Hôm nay dẫn anh Đan coi nhà của Quyền. Anh Đan thì dẫn mình đi coi nhà cũng 2-3 ngày này, học hỏi của anh Đan cũng nhiều. Thì cũng có cái nhà kiếm chút tiền lẻ ở Houston. Anh Đan kêu quay phim để cho các bạn coi thì mình cũng cố gắng mình chia sẻ thôi. Chứ mình cũng chẳng là cái gì ở đây cả, như là người kiếm tiền lẻ thôi. Tiền lẻ đã luôn á. Em biết cái nhà này qua cái ly bao nhiêu không? Nhìn quay ra là đó. Quay nhà xung quanh nè. Cái nhà này phải 3 triệu á, không giỡn đâu. 3 triệu à, đúng rồi. Ok, cũng cái khu nè. Cái khu quá đẹp. Cái này rất là đẹp luôn á, rất đẹp luôn á. Ở ghê đây gần khu đánh golf rất là nhiều. Ở ngoài cái đường vào kia có nhiều cái nhà 1 triệu. Nhà bự không à, nhà bên kia nhiêu tiền? Bên kia 500. 500 ngàn các bạn. 500 nghìn. Ồ, quá. Còn bên kia luôn kìa, là cái nguyên khu kìa. Cái này là 3.600 mấy, còn cái chưa tính cái gà là 600 mấy. Rồi, bạn có chia sẻ được là bạn mua hồi nào? Mình mua năm tháng 7 năm 2019. 19, bao nhiêu tiền? Mua, nó list thì 260, sau khi investor vào trừ qua tiền nó cho lại thì cỡ 250. 250. Nhưng mà nó vẫn để trong cái list là 260, nhưng mà mình phải negotiate với nó để cho được 250. Đây quá đã. Nói đây là 250 mua rồi em. Nhưng mà lúc đó là chưa thay mái, chưa sửa sang lại nữa thì cũng bỏ vào trong đó cũng một chút xíu cả 20 ngàn trở lại. Là cỡ 270 đi. 270. Ờ. Đi với quyết liền hãng nào tây. Dạ cũng không để ý nữa tại vì mua lại của nhà ta. Mua hồi năm nhà này bill từ năm 1992. 92. Ở trong là mới à? Ở trong anh có làm lại trong không? Trong khá là cũ, nếu mà vào trong chút xíu được. Trong khá là cũ tại vì cái idea của mình á là sửa cần vừa đủ để cho thuê thôi. Tại vì khi nào mà mình muốn thật sự muốn bán nhà thì mình đã sửa cho đẹp. Cái tiền đó mình saving lại. Còn bây giờ mình sửa vừa đủ để cho thuê thôi. Ví dụ là pocket và giống như là sơn cho nhà cho đẹp. Hoặc là mình chu cấp cho những gì người ta thật sự cần thiết để cho người ta thuê thôi. Và thuê được giá cao, đó là cái điều mình muốn thôi. Nhà là bao nhiêu square feet đây? 3.600, nếu mà tính cái gava thì chỉ 4.000 mấy. 4.000 mấy square feet. Cái lot size rồi. Lot size là 10.000 mấy. Dùng hết luôn rồi. Hết luôn. Mà sao con mà? Sao con? Nhưng mà không có lời ở đây. Không có lời ở đây. Không có lời ở đây. Không có lời được. Anh Đàn thấy em sửa cái thư mục của chỗ đó. Dễ dỗi vậy đó. Nếu mà là tự làm mình á. Làm rồi quấy. Các khách thay gỗ 224 hết luôn á. Bạn ơi. Bạn vẫn còn độc thân nha. Sửa nhà giàu thì kêu ảnh. Mấy chị em nào, mấy em nào sao gửi email gì nhà cái Mỹ muốn quen này mình làm ông Mai luôn. Cái gara ha, cái gara này mới dọn nhưng mà trên cái gara đó thì có một cái phòng studio. Phòng studio này có cái bathroom viên ha, có cái phòng bếp viên. Chỗ này bao nhiêu square feet? Chắc ba cửa thì cũng cỡ 6.500 650 tới 700 square feet. 700 square feet. 700 square feet. Và cái này là có luôn cái nhà riêng nên mình có thể tính một cái unit riêng. Anh định làm cái này Airbnb thì có thể inform nó. Airbnb luôn. Nếu người ta mua vào cuối tháng này có thể đầu tư làm cái Airbnb. Nhưng mà cái nghĩa là suy nghĩ. Thấy tốt hơn chứ. Đúng rồi, nhưng mà đó mình phải có thời gian ở đây nhé. Ở tới đây hả? Cái này là gì bây giờ mình chia sẻ là nguyên cái trên này là cái studio đúng không? Studio cho người ta. Trên là bao nhiêu? Tầm 800 square feet. No, 76.000 600 tới 700 thôi. 600 700 rồi mình cho mướn được bao nhiêu một tháng? Cho mướn cái người đầu tiên thì cho mướn được 900 nhưng mà tùy theo người này thì em chỉ cho mướn được có 825 thôi. 825. Dạ. Còn mà trong phòng bạn quan trọng là? Là ví dụ như cái phòng mà share bathroom đó thì 550 tới 525, còn cái phòng master là cho mướn từng phòng mướn từng phòng . Tất cả là mướn hết. Tất cả mướn hết, chỉ còn một phòng mình đang ở mà mình cũng đang muốn ở luôn. mình giống như là mình không có thời gian mình cho người ta mướn nguyên cái này luôn thì mình định giá của anh, cái định giá của anh là bao nhiêu? Nếu mà mướn nguyên cái này luôn á thì cỡ cái khu này cỡ 2.000 thôi. Nhưng mà cái khó để tính cái bài toán ở đây là không có nhiều nhà có cái khu studio mà mình muốn cho cái nguyên cái nhà này thì mình phải tìm cái người nào mà cho mướn được cái này và cho mướn cái studio nữa thì nó lại bài toán nó khác, nó không vậy, cái vậy. Tất cả nguyên nhà giờ mướn được nhiêu nếu mà xem phòng hả? Tới phòng từ nãy giờ bây giờ nè thì cỡ 3.100. 3.100 đã không? Sau này thêm phòng nữa thì 3.500. Đang dự tính là như vậy. Không, tại vì đáng lẽ là có người deposit rồi. Có người deposit, có người dọn vào rồi. Thứ 6 này cũng có 2 người muốn đi coi rồi. Nhưng mà mình hỏi cái này nè. Cái này cho người nghĩ nếu mấy bạn khác muốn làm giống vậy, trường hợp như vậy thì cho mướn rất là nhiều người.
Đúng mình rồi. Biết là ra khỏi cộng đồng Việt Nam rồi đúng không? Cái này thêm cho mướn là người đúng rồi. Mà cái đó Việt Nam như vậy mà bạn lên cái website hay cái gì hay là cái app gì để tìm cái người mướn cho mướn. Thật chắc thì em lên cái marketplace thôi. Marketplace. Nhưng mà cái tweet của nó market là giống như Facebook vậy đó. Market là cái Facebook đúng không? Rồi còn là lên trển là tìm lên trển thôi. Tìm lên trển nhưng mà cái tweet của nó càng ngày càng nhiều người dùng cái marketplace, nhưng mà mình muốn stand out á thì thứ nhất là mình cái hình phải đẹp. Cái kho mình phải detail. Thứ nhất là mình phải trả thêm một chút cái app để cho nó boost cái bài post của mình lên để cho mình thấy. Thứ ba mà. Nữa là mình phải less nhiều cái group mà cho thuê phòng, giống như cho thuê phòng Houston, cho thuê phòng Texas. Giống cách của em là thì nó sẽ boost mình lên thì mình có được cơ hội để nhiều người hơn thì mình sẽ có được nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà theo kinh nghiệm của các bạn, lúc mà để lên trển có người gọi liền không? Nhanh không hay là phải cần một có người gọi liền, nếu đó là đàn ông thì nhiều, đàn ông gọi điện thì nhiều, còn phụ nữ thì phải đôi khi nó chậm, đôi khi có một tuần có mười mấy người contract mình. Đây là phụ nữ hết. Bên này là phụ nữ hết. Ở xuống bên này thì không. Vẫn còn độc thân, chạy thẳng, ok. Tại sao đây hả cái da nữa? Tại sao là cái da đó? Đẹp quá, chuẩn quá, quá chuẩn luôn. Ok, cái idea của cái gì đi của em tính như vậy nè, đang giúp tôi tính không? Tại vì cái desk này bạn em nó mới install 2 năm mà nó không làm nữa. Nên bây giờ sẽ build lại cái desk phần phía sau này. Có cái fire pit nữa, có cái gym dưới này nữa. Và có cái studio và có cái kitchen trong đó nữa. Hy vọng là có thể được 120 triệu đồng một ngày. Còn thêm clear fee nữa thì có lẽ được nhiều. Nếu mà tháng thì làm được 20 ngày thì có thể cái income nó sẽ nhiều hơn vậy. Nhưng mà mình phải có công việc. Đó là cái thêm nguyên trang thì nó khỏe, mình không có lo gì hết đúng không? Đúng rồi. Còn Airbnb thì mình phải mướn, ví dụ như mình không ở đây thì mình phải mướn người service fee. Nhưng mà lúc mà vô nó hệ thống quen rồi thì ra vô nếu mình người ta cũng tự lo hết. Nhưng mà cái Airbnb mình phải ngại đó là nó có ảnh hưởng với lại cái người mình đang thuê không nữa, nên mình phải làm cái hàng rào. Được, nhưng mà người ta vẫn share bậc kiến đúng không? Làm cái hàng rào. Làm cái hàng rào lại được thôi gì đó. Chết cái này xong rồi. Đã anh Minh. Chỉ là tiền lẻ hiệu sinh thôi các bạn. Cái này là tốn thời gian của anh Minh cũng được nè. Tiền lẻ hiệu sinh thôi. Tiền lẻ gì nhiều chứ bồ, tiền lẻ. Đây bao nhiêu phần trăm rồi? Cái này mà anh trả nhà anh nửa tiền là anh cái cắt lâu vô hết rồi. Cho là 60 ngàn đi tới cái nhà này rồi. Không tới đâu, em bỏ 33% đâu chứ mấy. Thôi chưa? 36% mà chưa tính là nó tiền closing cost là tiền nó cho lại nữa. Vậy là trời em, ơi. Em đem có 7 ngàn đi closing cost à? Hay cho bạn, có 7 ngàn đi mua nhà. Em nhớ như vậy là được như vậy chứ em không có nhớ kỹ lắm. Tại vì mình phải trả cho cái thằng inspector. Mỗi tháng lấy 3 ngàn mấy. Không, tại nhưng mà em mới trả cái group, trả đứt luôn mà. Cái group nè, tất cả là bỏ vô tiền túi bao nhiêu? Là tiền down, tiền cái group mới luôn. Không nhớ con số rõ ràng nhưng mà phải chắc chắn là dưới quá nhỏ luôn, không để luôn. Dưới 50 ngàn hoặc là cỡ 40 mấy ngàn trở lại. Thì 40 ngàn. Cho là 40, cho 50 luôn đi. Cho 50. Tại vì mình thấy có lời nên mình cũng không tính nhiều chứ nhức đầu. Có lời được rồi, tính gì nữa. Cho 50 mà giờ cái mua thì trả chừng ngàn mấy à ha. Mortgage, insurance đồ tất cả luôn là 2 ngàn. Là 2 ngàn. Giờ cho ma hướng được 3 ngàn. 3 ngàn mốt. Là lời 1 ngàn mốt. Chưa tính tiền điện, tiền đồ mình bao hết cho người ta. Ồ, vậy tất cả là nhiêu? Tất cả sẽ chở 2.400, 2.500. 2.400, 2.500. Tùy theo mùa hè thì điện cao hơn. Hiện tại là anh lời là khoảng 600 một tháng. 600 tháng. Còn nếu mà anh cho thuê luôn cái phòng kia thì anh sẽ tăng nó up anh lên nữa. Tại 600 một tháng mà cháu làm mấy nhân vậy. Cứ đi vào trong cái nhà của mình. Ở cái bỏ đi cho nó bonus thì đừng bonus đó cho đã. À, đúng rồi. là 7.200. 7.200 năm. Nó 1.000 một tháng thì thì cỡ 7.200 năm. Đúng rồi. 2 năm mà mình có chỗ ở luôn đúng không? Dạ. Cái khoảng 2 năm là mình ở là mình có người khác trả tiền cho mình, mình có thêm tiền. Là ở miễn phí á. Dạ. 7.200 năm trả miễn phí mà 50 ngàn là bao nhiêu phần trăm? 72 là cỡ chừng tính người ta mười mấy phần trăm. Nó chưa tính tiền mình ở nữa. Người miễn phí là cỡ chừng 15-20 ngàn phần trăm đúng không? Yeah. Nhưng mà có chợ nhưng mà muốn đi homeless. Nếu muốn ở đây mà làm Airbnb còn lên nữa là còn. Airbnb cái này có khi một tháng ý gì là cỡ 1.500. Vậy giờ cái này không làm được, quăng cái tiny house được không? Tiny house được, em có hỏi rồi hồi đó là nó có. Được luôn. Hả? ADU 80 ngàn. Ở đây cái Houston có một cái có bất kỳ là special là mình làm một cái
small house mà giống như là very unique for Airbnb, giống như là cái nhà rất là dễ thương. Uh-huh. Để cho Airbnb một ngày có thể thuê 100 được. Uh-huh. Có đường chạy riêng qua, người ta phòng cái ghế ngồi kia đi thẳng vào privacy. Cũng được, nhưng mà có muốn làm hay không thôi, tại vì trong này nó cũng thật sự là quá nhiều rồi. Mình để dành thời gian đó mình làm một cái mua một cái nhà khác nó tốt khác hơn. Mình không, mình bất nhiên mình phải bỏ nhiều quá mình sẽ thấy thì nó đúng rồi, vậy là nó tù túng. Với là mình phải tính bữa sau mình còn bán nhà được nữa. Bây giờ làm mình nhiều quá hết bán được hả? Nhà nhiều hết bán được. Cái tiny anh lôi đi được mà. Tiny house đi lôi đi được nhưng mà nếu mà bỏ ra được 1,600 rồi. Được gần 1,600 một tháng. Được. Nhưng mà bỏ cỡ mười mấy ngàn, 20 ngàn tiêu. Tại vì có hệ thống ống nước cũng đồ hết rồi, chỉ cần câu qua thôi. Hệ thống thoát thì ngồi kia, chứ không phải hệ thống thoát ở ngồi trước. Ôi chắc người ta vô trọng mình cũng vô trọng ha. Tí vô coi chút xíu thì cũng được. Vô coi được không? Chút xíu được. Ok không? Ok mà vô coi nhà. Em dạ. Yeah, yeah. Em dặn người ta rồi, em có khóa trước rồi. Cái quan trọng nhất cho thuê xe phòng á là mình biết tôn trọng người ta. Chỉ đơn giản vậy. Rồi coi cách kinh doanh sao? Ok. Đó, chỉ coi. Các bạn đừng có cười mình nha. Cái này là tại vì mới dọn, tại vì cái này là mình làm minimum nhất có thể. Là khi mình dọn vào đây á, mình cũng không mua furniture, tại vì mình biết á, người dọn vào đây á, sẽ có furniture, người ta sẽ có rất nhiều. Nên khi mà các bạn cho thuê xe phòng á, quan trọng là các bạn làm cho sạch. Ví dụ như mà những cái cần thiết cho người ta sống là ok rồi. Còn giống như là cái tủ lạnh là mình phải cần thiết cho người ta này. Nhà tới 3 cái tủ lạnh luôn. 3 cái tủ lạnh luôn hả? 3 cái tủ lạnh. No, nhà nếu tổng cộng có 3 thì 5 cái. Vậy tiền điện nhiêu? Tiền điện một tháng cái AC thì rất là nhiều chứ tủ lạnh không bao nhiêu chứ. Tại vì tiền điện bên này nó cũng rẻ hơn bên. Ok. Thì tiền điện thì tổng điện nước anh nói là khoảng 500 á. 500 á. Mùa hè thì 300-400. Còn mùa đông thì lại ít hơn. Tại vì mùa này nó cần thiết gì nữa. Vậy là người ta mỗi phòng người ta là chỗ chung cho mọi người sử dụng chung. Không, yeah, chỗ này không có tiền chung. Chỗ công cộng mà. Chung đây được. Dạ. Chỗ này là công cộng đó. Nhưng mà chắc không có ai vào đây. À, có một bạn làm y tá ngủ về ban ngày mà đi làm ban đêm nên mình hơi nói nhỏ chút xíu thôi nhưng không sao ấy. Ok. Nhưng mà không sao ấy thì mọi người cũng biết đây. Đây là cái phòng viên, không có làm cái phòng làm việc của em thôi. Nhưng mà hơi đi dơ chút xíu. Có khem rào quá trời á. Đầu tư chơi học chập chơi. Hai cái tủ lạnh. Okay. Nhà này không sợ bị ăn cướp tại vì chẳng có gì trong nhà cả. Giờ hai cái tủ lạnh. Hai cái tủ lạnh này có thể mua đồ second hand được, nó rất là rẻ, chỉ có 400-500 cái. 400-500 một cái. 400-500 một cái thôi. 400-500 mua second hand luôn. Second hand rất là rẻ, không biết nó có sạch trong này không? Rất là rẻ nhiều. Tại vì tôi nói cho mà của em. Như là mỗi người được một tủ lạnh hả? Hai người một cái tủ lạnh. Hai người một cái tủ lạnh. Cho không gian thoải mái. Còn tủ lạnh riêng của cái là. Ở dưới này có half cái bathroom, còn master thì có một cái bathroom viên, còn này half thì ai cũng xài sạch thôi. Single ở cái đã ha. Ở trong uống sạch từ mở phòng cái đâu có lo thôi. Bên trong này cũng có máy giặt ha, ngoài kia có máy giặt nữa. Ngoài này mà nó full capacity quá thì ngót qua kia. Nhưng mà 5 người hai máy giặt cũng xài vô tư. Hai người giặt luôn. Hai máy giặt luôn. Mình sống thoải mái thì ta mới trả tiền người ta ở lâu với mình chứ. Second floor nếu mà coi thì thích coi thôi. Ủa, coi được không? Lên lầu luôn. Lướt lẹ. Không, tại vì respect thôi. Mấy cái này là em chuẩn bị hết cái Airbnb rồi đó. Để concept rồi đó, nhưng mà cũng đang tính từ muốn làm bây giờ hay chưa thôi. Thì cái nhà này em thích nhất á là nó có được 3 phòng tắm rưỡi. 3 phòng tắm rưỡi. Tại vì có 2 người trên 1 phòng tắm là quá tuyệt. 2 người 1 phòng tắm hả? Yeah, 2 người trên 1 phòng tắm. Đúng rồi, 2 người 1 phòng tắm là vừa đủ luôn. Thường thường á ở Houston á là 4 phòng phải không? Là 2 phòng tắm rưỡi. Ừ. Nhưng mà cái phòng master hết 1 phòng rồi. Ừ. Chạy ra thì 3 người còn lại sẽ một phòng móng. Thì cái này cái phòng này em chuẩn bị cho thuê. Bên kia thì một người hai phòng này phòng của đang ở vậy. Nguyên đang ở với một người cũng không có nhiêu đấy cả. Nhưng mà nó cũng được sạch sẽ cho lắm. Chi tại vì mình chỉ ngủ bên kia là qua. Bên kia là có một bà mẹ cháu. Bên kia là có 2 người chị em người dì đẻ nữa. Nó em tính em dễ dàng lắm, tụi nó bỏ gì bỏ không khen nha. Nhưng tụi nó clean up ra được rồi vậy thôi. Phòng tắm thì như vậy thôi. Hai người đây xài một phòng tắm này. Hai người này sẽ phòng tắm này. Đó. Nhưng mà vẫn chưa muốn được check and chill cái loại. Nói nhưng mà hai chị em hả? Hai chị em. Check and chill thì giống như cái phòng camper hay cái gì đó xem nhau không? Nhưng mà nó đóng cửa được mà. Vậy là trên đây 4 phòng anh. Trên đây 4 phòng. Đây 4 phòng. Đây 4 phòng. À vậy bán được muốn được hết ha.
quay luôn. Cái đó có tiền đặt deposit rồi mà. Deposit rồi đó hả? Deposit rồi nhưng mà người ta chưa cancel được cái clip của họ nên mình không lấy tiền deposit của họ làm gì. Nhưng mà thứ sáu này có hai người mới tới coi nữa. Cái khó á, nếu mà cho thuê phụ nữ á thì tìm phụ nữ hơi lâu chút xíu. Nếu mà nam em nghĩ đẩy cũng nhanh nè. Nhưng mà anh đánh giá là nam với nữ anh thích thật chất anh cũng không có quan trọng cái điều đó à. Nhưng mà giờ lỡ phụ nữ hết phụ nữ lỡ là phụ nữ hết tiền để cho người ta cảm thấy an toàn đúng không? Yeah. Cảm thấy an toàn đúng không? Nó không có que. Chứ mình nam được rồi. Mình nam được rồi. mình nam được rồi. Đúng rồi, mình nam đi. Có mà nó cũng có cái bất tiện nhưng mà không tiện nói. Tiện không tiện nói. Nhưng mà cũng không có đáng gì đáng nói, cũng đơn giản mà. Đúng đấy. Vô tư thoải mái. Quan trọng nhất là mình tôn trọng người ta, mình tôn trọng cuộc sống riêng của mọi người ta thôi. Người ta làm gì làm thôi. Quan trọng là có parking đồ store này người ta thoải mái là vô tư. Mấy cái này em làm lại hết là không, em đi chơi em cũng không lo cắt cỏ cắt kiết gì cả. Ồ đã. Ồ cây này anh cắt luôn rồi hả? Hết luôn. Là cắt luôn cây rồi hả? Cắt luôn cây khỏi cần lo. À lúc đầu thì em tự cắt nhưng mà sau này cao quá thì em thuê người cắt thấy 800. Em treo lên trên kia thằng hàng xóm nó kêu what the heck kìa rồi. Đúng lì luôn, kiểu lì á. Sợ lắm. Em mới có cái video mà. Mình thấy cái cây gỗ bự chết được rồi. Cây to cỡ này mà anh tự cắt đó. No, không tự cắt, lúc đầu try là tự cắt đó, thôi nhưng sao cắt. Cái dấu này là cái dấu tự cắt nè. Cái dấu là dấu chân ngu nè. Tự cắt nè. Sau này là người ta lên người ta tự cắt cho mình nè. Cái này là chân ngu nè. Cắt dùng cưa gì vậy rồi cắt. Có cưa mua, mua đúng cưa, đúng echo đàng hoàng chứ. Mua đúng cưa đàng hoàng, cưa cắt đàng hoàng. Nhưng mà mình cũng không có đổi là vậy, thấy liều quá. Tại sao lại đốn cây? Yeah. Tại vì không muốn dọn quá. Và liability, sợ như vậy thôi. Việt Nam vô phá cái khu, bật cái tức rồi đó nha. Tôi coi cái khu người ta nè. Vườn tay cây đẹp quá trời, tới cây này nhìn chống lẳng. Bạn ơi, lên ném đá ông này cho tôi. Ném đá ông này sao ông ném cây. Không mà. Ủa mà cái cây ở đây mới cho cắt Nó cho cắt thôi nhưng mà cũng không có xin phép nữa. Không có xin phép nữa. Mà nó không nói gì hết kìa. Nó chỉ nói kêu mày cắt mà sao mày không dọn hai cái đó nhưng mà cũng từ từ dọn, không có kè. Trời ơi, có cái cây cái khu là rất là đẹp không? Yeah. Nhà có hai cây có bên đây nè, cái nhà trước đây nè. Đẹp không? Hai cây của em hai cây thông đó, lá nhiều lắm. Còn đây nè. Nhưng mà em trồng là hai cây này cái út nó mọc nhanh lắm mà. Cỡ mười mấy năm là nó mọc lại như vậy. Mười mấy năm. Anh có biết nếu mà em bán một cắt hai cây này là nó mất giá trị không? Cái value nhà này giảm sẽ giảm. Không, nhưng mà em không bán chứ mười mấy năm mà em chuẩn bị em trồng lại mà. Ủa, trồng lại cây á. Trồng lại hai cây đâu mà phía trước phải ra ngồi chút xíu cho nó khỏi vùng lá. Phải chuẩn bị hai gốc rồi gì? Chuẩn bị rồi, nhưng mà chờ SUA nó gửi thư mày phải trồng cây lại thì mình mới trồng thôi, còn không có khỏi trồng. Ủa, SUA nó cho cắt cây cây hả? Không có nói gì kìa. Nhưng mà nó kêu mình phải xử lý. SUA mỗi tháng trả nhiêu đó? Em cũng không để ý nữa, hình nghĩ chơi 300-400-500 mà tại vì em trả cả thô đồ như vậy, em phải coi lại mới biết. Lô một năm á hả, một năm không có 300-400 đâu, khu này nghỉ hơn á. Ở 800 chứ. Trời ơi. Không có đâu, em không tiền nhiều quá, không biết để ý tiền tiếng nhỏ. Em không có để ý mấy cái đó, mình cứ trả nó thôi. Chứ bây giờ mình negotiate cũng đâu có được đâu, suy nghĩ cho ông mệt. Trời ơi, không có nuôi một tháng nhiều. Không có để ý, người ta trả luôn thôi, mỗi tháng cứ 2.000, 2.000, 2.000 vậy thôi. Nó trả thêm mortgage thôi. Yeah. Hiểu rồi. Mình không để ý. Vậy không có nổi nào ha? Nó nổi nào. Nó giờ hết trong đó rồi. Ờ 200 mấy đây tháng năm rồi các bạn. 217. Nhưng mà cái này á mà cứ ngồi kia á người ta cho thuê nhiều cho thuê là đắt giá hơn mà không biết có thuê được không. Khu này nhìn tốt, yên rất là yên luôn á, rất yên tĩnh. Trong là khu cho senior nhiều hơn. Người già nhiều hơn tại vì trường học thì nó cũng nhưng mà nó cũng không có xa downtown, nó là có 20 phút là tới sân bay rồi. Cho mình hỏi nè. Cái mà cái quan trọng nhất á là được 30 phút về tới nhà má. Nhà ba nhà má. Đó là cái lý do tại sao ăn miễn phí. Đúng rồi, lâu lâu gì phải xúc hộ phí chứ. Lý do là xúc hộ phí. Ăn miễn phí. Ăn miễn phí xúc hộ phí. Không với lại bà má cũng lớn tuổi rồi, mình phải có người gần nhà cũng đỡ. Có thật là gì. Vậy các bạn. Hỏi đi, anh nên nói bachelor gì này là bachelor. Bachelor nằm ở Houston. Người làm tiền lẻ Houston thôi. Thôi nè, bachelor đây. Mấy cô gì? Mấy em để người ta gửi mấy cô gửi về đó. Nếu mà người nào thấy em gái đâu mà này dễ thương rất là làm ăn tự lo hết rồi. Yeah. Lo cắt cây cũng lo luôn, làm gì lo hết. Người đâu mới chủ gia đình đó, người đâu ấm áp rồi gia đình. Nó ăn luôn. Ấm gì bạn cho cái tiêu chuẩn của bạn để. Ủa thôi, nói giỡn vậy thôi, cắt được rồi đó các bạn ơi. Tiêu chuẩn gì? Nói thật mình không biết tiêu chuẩn gì luôn à. Vậy hả? Vậy là dễ chịu. Go with the flow. With the flow hả? With the flow thôi.
Dễ chịu mà. Vui là chính. Mà trở lại nữa, lúc mà cắt hai cây này người ta có complain không, mấy người già đang complain không? Hàng xóm kêu nó qua phụ mình cắt nữa chứ. Không, tại vì mình dễ thương với người ta. Hàng xóm này dễ thương lắm. Các bạn, bởi mọi người đừng hiểu lầm là Texas rất là racist nha. Rất là trị thiện nha, người ta rất là nice đúng không? Hàng xóm đây có hai người làm Mỹ Đen à. Mình nhiều lúc mình cắt cỏ xong nó đem máy qua nó thổi rồi, hoặc là ví dụ như nó thấy cái lớp xe mình bị nôn thì nó đem cái đồ bơm mà nó kêu mày có cần bơm không, bơm giùm cho. Rất là nice. Không phải là ai cũng như vậy tất nhiên, nhưng mà hàng xóm của quyền là bắt tốt. Mình đang nghi quá. Mai mốt mà làm cái Airbnb chứ lạng quạng tráng này lên cho đậu xe cho đây luôn. Không biết, em nghĩ không cho quá à, em nghĩ không cho đâu. Là có suy nghĩ rồi đúng không? Nghĩ không cho đâu. Nghĩ nó không cho đâu. Nghĩ hy sinh nó không cho đâu. Nè không, cái bậc kiên á, em có thể va được 6 feet cho cái bậc kiên nó vọng hơn mà em cũng không khèo. Trời ơi, qua hy sinh mà lại giống như nhìn sông San Jose đó chứ măng á. Không, cắt cỏ ở đây em cũng ví dụ như em có đi chơi thì cắt ở đây cỡ một tuần cỡ có 30 đồng, mà 2 tuần cỡ 35 đồng nữa. Không bao nhiêu ấy rồi. Tại vì em đã minimum hết tất cả rồi, đâu có chăm sóc cây cỏ gì đâu, chỉ có cắt với tỉa thôi mà. Dễ mà. Cái đó có thể thuê được. Nhưng bên đây được nè, còn xíu cỏ nè, tráng xi măng lên rồi đổ xe cho dễ. Có thể thuê được tráng xi măng lên cho thuê được nữa, đậu bậc kinh nữa. Cái đó không được đâu. Phá hoại hiếu sinh. Phá hoại hiếu sinh. Làm luôn mái che. Làm luôn mái che nữa. Có bỏ xích kịch đồ nữa, vẽ like đồ nữa. Rồi chắc chắn không được đâu. Nó không được thiệt á. Wow. Không mà nói vui thôi chứ. Không ngờ bạn, mấy bạn Cali hay Việt Nam không vậy, nhìn cái nhà kìa, 260.000 ở hiếu sinh. 3% đau nha. 3% đau. 3.5 hay 3 cũng không để ý nha. 7.000 đô, ghim 7.000 đô. Closing cost. Trả lại luôn ha. 7.000 đô đi closing cost. Closing cost 7.000 đô thôi. 7.000 đô là cả luôn tiền đao, tiền giấy tờ luôn luôn đó. Giấy tờ 7.000 đô mua nhà. Tới tới lấy nhà về. là 7.000 đô lấy nhà về. Giờ cảm thấy thế nào? Ghê. Có nhà xong có 4 cô vô xe phòng nữa. You're the best guy in the world right now. Best gì? Nói vậy người ta sợ hết, bỏ chạy hết. Là đường nào cũng tính được đúng không? Rất đường nào cũng tính được hết. Đó là một bước đầu thôi đó. Bạn nói rất chắc chắn luôn. Nhà đầu tiên đúng không? Nhà đầu tiên rất là chắc thì chắn. Phải, nhà đầu tiên thì chúng ta phải bỏ công nhiều hơn thôi. Bỏ công, bỏ công, nhưng mà cái nhà đầu tiên mà mình mua cái nhà nó không được perfect cho lắm. Mình sẽ học được rất là nhiều. Và giờ bây giờ có nghĩa là bây giờ lay off, không lay off gì cũng không khe hết trơn đúng không? Giờ mình có chỗ ở, mình có chỗ ở minimum lại thì cũng vừa đủ. Giờ chỉ có lớn là thêm căn nữa thôi, bự một xíu. Không, thêm một căn nữa để ví dụ như mà trước khi chưa gặp anh Dan á thì em tính ví dụ như thêm một căn cỡ dưới 170-150 ngàn. Chơi cái dịch vụ Airbnb. Đó. Thì chơi Airbnb thì mình khỏi có lo đó, nó để cái nhà đó cho người ta vay. Thì income cũng có thể được như vậy. Nhưng mà cái Airbnb á thì mình chỉ lo là cái tiền bỏ vào để mình làm cho nó đẹp trước khi cho thuê được hơi nhiều. Airbnb cái này những người nào mướn ở đây? Airbnb ở đây cũng có đa số cũng có nhiều người lớn, thường thường là business. Tại vì Houston là capital of energy mà, business người ta nướng mướn nhiều. Mà người ta nướng mướn giá cao cũng được, tại vì công ty nó pay deem lại, nó trả lại. Thì 200-300 thì cũng không vấn đề nữa với công ty. Còn nếu mà mướn cái nhà giống như anh đang 700 thì công ty nó suy nghĩ lại. Bỏ điên 100 mấy, đây là nếu mà đi cũng được 100 mấy một ngày hả? 100 mấy một ngày, 140 một ngày vô tư. Mà cái nhà 140 một ngày em nói là cỡ 2.000 square feet thôi, khu nhỏ thôi, còn cái nhà này bự là khác. Nó là tính khác. Wow. Nhưng mà mình có thể lên website mình coi thì cái khu mình, cái nhà nó cho thuê với lại diện tích thì bao nhiêu nữa. 260 đem 7 đó, đem 7.000 đi mua nhà. Còn nó ồ, cái đó là cái title của nó, mà cái đó là đó. Cái đó là em 7 chưa coi đi mua nhà. Cái đó là em chưa coi video của anh Dan, nhớ không? Tại vì cái nhà này nó thêm mất kẹt lâu nữa, em có thể trả giá nhiều hơn cái giá nó listing nữa. Có muốn được 4 cô xung quanh thôi. Vô Texas sẽ có. Cô nào cũng phải căn là nhà. Cái gu mình đâu. Cô nào cũng phải gu mình đâu. Vậy mà nãy hỏi cái gu là gì không nói. Không, nhưng mà cái đó là không, chắc chắn là không phải cái gu, nhưng mà cái gu mình là gì. Ok, hôm nay đã thăm nhà của Huyên rồi, bây giờ mình xong nhiệm vụ, giờ mình đi chơi nhậu tiếp. Rồi chào cả nhà, lát mình gặp tiếp. Ok, bye.